Hello, hôm nay em sẽ quay video cho chị cô chú xem cái giống táo ở bên em nha. Táo này là táo Việt Nam, có người thì gọi là táo Thái nhưng mà cái tên trên cái tem của nó là Thái Chuchubi. Nhưng mà người Việt Nam mình thì hay gọi là trái táo xanh Việt Nam. Tại vì mọi người chỉ thấy nó ở Việt Nam thôi mà thật sự cái giống này nó gọi là Thái Chuchubi nha. Loại này là Giant Thái Chuchubi. Trái nó rất là to, trái này còn non nè, nó chưa có già, nó rất là to chứ không phải là giống Indian nha. Giống Indian nó trái nó rất là nhỏ và nó nhiều gai lắm, cái đó mình chỉ làm rootstock thôi. Cây này em trồng xuống dưới đất được tầm khoảng 6 tháng mà cái cây của nó phát triển nè, nó bự ghê chưa. Cái này là em cắt tỉa hoài luôn á mà nó còn vậy á, nó ra bông nhiều lắm nhưng mà nắng quá nó đông có đậu trái nổi, tại vì cái này nó thích lạnh lạnh chút xíu chứ nó nóng quá. Đợt vừa rồi nó nắng nóng quá nên là nó không có đậu trái nổi, nhưng mà bây giờ nó ra trái vậy thì đậu nè. Cái bông của nó nè cực kỳ nhiều luôn. Mùa này lớp bớt quá trời luôn, mấy cái con này đi đâu cũng gặp nó hết. Coi cái cành này nè, đó, vài bữa nữa nó đậu trái em sẽ quay cho anh chị cô chú thấy cái trái của nó nha. Cái loại táo này rất là ít gai, nó có gai nhưng mà nó rất là ít. Nhưng mà có một điều là anh chị cô chú nên để ý là cái rootstock này nó ở dưới á, nó là táo Indian cho nên là nó rất là nhiều gai. Nếu mà cái phần ở dưới cái gốc của nó mà có cái cây đó mọc lên đó, thì mình phải cắt bỏ, nếu không là mỗi cái cây của mình sẽ thành cây táo dại nha. Đó, cây này gọi là Giant Chuchubi nha. Sao tự nhiên có cái nhánh này thì nó có một vài cái gai nhỏ nhỏ xí xí nè đó, nhưng mà có một vài nhánh thì nó không có, tại vì nó cũng ghép với Indian nó cho nên là nó có gai một chút xíu, nhưng mà cái trái của nó ra là vật rất là to nha. Để em cho anh chị cô chú coi cái lá của nó nha. Mấy cái giống cây này á, mình để ý mình cũng dễ nhận biết lắm, cái loại nào mà lá lá nó thiệt là lớn á, thì cái cây đó trái nó sẽ lớn, đó là dễ nhận biết nhất đó, thấy chưa. Để em bỏ cái bàn tay vô cho chị cô chú xem nha. Đó, nó gần bằng một cái bàn tay của em luôn đó, thấy chưa. Đó, nếu anh chị cô chú mà thích cái giống Thái Giant Chuchubi này thì anh chị cô chú alo cho em nha. 80 đồng một cây, cao 4 feet, đang có bông luôn. Nếu anh chị cô chú mà thích loại táo này ăn không có bị nhớt nha. Còn ngọt á thì cũng phải tùy cái thổ nhưỡng và tùy cái điều kiện trồng của mình nữa. Nếu mà mình trồng cái chỗ nào mà nó nhiều nước quá mà mình tưới nhiều quá thì nó sẽ cũng sẽ bị lạc nữa, cho nên là cái vị ngọt của nó á, thì em không có dám chắc chắn 100%, đó là tùy điều kiện mình trồng nữa nha. Nhưng mà cái loại này không có nhớt và trái rất là to, nếu anh chị cô chú thích thì alo em nha. Đó, cái cây tầm khoảng 4 feet thẳng đang có bông mà trồng 6 tháng rồi nó ra như vậy nè. Đó, thank you anh chị cô chú rất là nhiều. Vài bữa được có trái nữa em sẽ update cho anh chị cô chú xem nha.